Rồi, Lộc Bất Động Sản xin kính chào quý cô chú anh chị nha. Thì hôm nay Lộc đang có mặt tại một cái view ven sông anh chị ha. Một cái view cực kỳ là đắc địa anh chị. Ở vị trí này là ngay là phà Bạch Đằng cũng như là cầu Bạch Đằng đang khởi công anh chị ha. Đó, đang thi công chứ không phải đang khởi công nữa, đã đang làm rồi. Thì cách đây là 500m là một cái cầu Bạch Đằng ha, và bên đây đó là phà Bạch Đằng. Thì đường giao thông đường bộ và đường thủy thì khá là thuận lợi anh chị ha. Hiện tại thì mình sẽ qua Bình Dương là chỉ 5 phút nếu mà mình qua phà thôi, nhưng mà trong ngày mai cái cầu của mình sẽ hoàn thành thì mình sẽ đi khá là nhanh anh chị ha. Bên kia đó chính là Cù Lao Bạch Đằng anh chị, nó thuộc là Bình Dương anh chị ha. Rồi thì một khu nhà vườn view sông thì anh chị có thể là nghỉ dưỡng nè. Đó. Còn vấn đề là lương thực thì anh chị khỏi phải lo ha. Lương thực thì khỏi nói rồi. Ở dưới đây là gọi là bạc ngàn những cái thủy sản cho anh chị là có thể là sống một cuộc sống là khỏi thoải mái luôn, chỉ cần tốn tiền mua gạo là thôi. Thì ở đây chủ đã làm kè thật sự rất là kiên cố anh chị ha. Anh chị có thể nhìn thấy nè. Thường thường á, là anh chị khi mà mua bất động sản view sông, ven sông thì anh chị có thể là phân vân về vấn đề là bên bồi hay là bên lở ha. Và ở đây thì nó là bồi mà gọi là bồi bê tông luôn anh chị ha. Thật sự gọi là rất là kiên cố rồi. Đó, anh chị có thể nhìn thấy nè. Một lớp kè khá là dài đó. Thì em tính là khoảng là hơn 2m anh chị. Đây. Hơn 2m kè là dự phòng hả anh chị ha. Đó. Và trên đây nữa, anh chị yên tâm về vấn đề kè ở đây, nó rất là kiên cố rồi nè. Nước thì rất là trong ha anh chị ha. Nước rất là trong nè, đó nhìn nè. Rất là sạch sẽ luôn. Ở đây anh chị có thấy là về cái vệ sinh không? Đó, rất là sạch, không có một miếng rác anh chị. Đó. Rất là sạch sẽ. Ở không gian này á, anh chị có thể là làm một cái khu là vui chơi cho gia đình, ví dụ như là câu cá nè. Đó. Rồi một cái gọi là cái bàn ngồi uống trà nè. Đó. Sau những ngày làm việc mệt nhọc đó, khi anh chị làm việc mệt nhọc về, anh chị có một cái view, anh chị ngồi một thưởng thức một bữa cơm với gia đình đó, một ly trà, ly cà phê với lại bạn bè cũng như là đối tác ở khu vực này thì quá là tuyệt vời rồi anh chị ha. Và hạ tầng ở đây thì phải nói là chuẩn bị đang phát triển khá là mạnh anh chị ha. Đó, anh chị có thể nhìn thấy là cầu Bạch Đằng đang thi công, anh chị có thể nhìn thấy những cái cẩu đó, những cái cẩu là nó nhấp nhô lên ha. Đó là cái địa điểm là cầu Bạch Đằng đang thi công anh chị ha. Thì có thể là trời nó hơi chói nắng ngược sáng thì anh chị có thể là hơi không được rõ lắm, anh chị thông cảm ha. Rồi thì bây giờ Lộc sẽ giới thiệu chi tiết của view sông này cho anh chị biết ha. Thì tổng diện tích của view sông này nó chính là 2.200m2, và diện tích mà để mà sử dụng là 3.000m2 anh chị ha, 3.000m2 sử dụng đó. Thì ở trên đất mình đã có là hai căn nhà mát anh chị ha, đây là nhà mát nha chứ không phải là nhà kiên cố anh chị ha, gọi là nhà mát thôi. Thì ở đây là mình đã có thổ cư rồi, anh chị muốn xây thêm dựng thêm một căn nhà nữa thì rất là bình thường đó, và cũng có thể là hoàn công anh chị ha. Thì anh chị có thể là xây dựng nhà bất cứ tại vị trí nào trên thửa đất này anh chị, bởi vì là thổ cư ở đây chưa được xác định vị trí để xây dựng đó. Thì anh chị có thể là xác định vị trí để mà xây nhà cũng như là xin giấy phép để hoàn công anh chị ha. Ở đây thì khá là vô tư rồi đó. Thì ở đây nó có hai căn nhà mát, hai căn nhà mát để cho gia chủ là ăn uống cũng như là tiếp khách. Thì nhà mát mình đã là làm rất là kiên cố anh chị thấy không, lan can thì được lót đá hoa cương khá là dày anh chị ha. Đó. Lan can bờ sông thì cũng được lót đá cũng như là làm một cái bức tường cũng khá là kiên cố ha, làm bằng đá tảng anh chị ha. Khá là kiên cố đó.
Cột thì đã được là ốp gạch hết nè anh chị ha. Ở trên đây là sử dụng là ngói, ngói thật anh chị ha, do đó là nó không có bị hút hơi nóng, giúp cho cái khu của mình là rất là mát anh chị. Gió sông ở đây nó lên đã mát rồi, ở trên đây được bảo vệ một cái là ngói thật nữa, do đó rất là mát anh chị. Thì ở đây đã có là nhà vệ sinh nè, nhà vệ sinh tương đó là cũng rộng rãi anh chị ha. Thì do không ai ở nên là đã khóa rồi anh chị, em không thể nào quay bên trong ha. Thì ở đây là một cái gian, gọi là gian để mà mình nấu nướng nè đó, mình để mình làm đồ ăn, sau đó là mình di chuyển qua bên đây để mình thưởng thức, thì nó rất là thoải mái, phù hợp cho anh chị luôn. Thiết kế nó đâu ra đó ha, nó không có bị là gọi là lộn xộn tại cái khu vực là nghỉ dưỡng nghỉ mát của mình anh chị. Bên kia thì nó cũng có một cái căn nhà mát, thì căn nhà mát bên kia thì nó cũng đặc biệt hơn bên đây xíu, do là cái hạ tầng của nó xây dựng được đẹp hơn đó. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh chị ha. Khuôn viên ở dưới bờ sông của mình thì cũng làm vài cây là xanh để lấy bóng mát anh chị ha. Cây này là cây xanh chứ không phải cây si ha. Cây si nó là khác hơn cây này, cây là cây xanh đó. Nhiều anh chị là cứ nghĩ là cây si thì phong thủy nó không tốt, nhưng thực sự ở đây không phải là cây si, đây là cây xanh đó. Và đây là cây thốt nốt anh chị ha. Cây thốt nốt có một cái cây gọi là cây xanh ở trên kia, nó bám trên kia là độc không, rất là độc lạ anh chị ha. Đó, cây thốt nốt này thì anh chị có thể là nhìn thấy là biết là bao nhiêu năm rồi ha, rất là lâu rồi anh chị. Đó, được vận chuyển từ ở dưới miền Tây lên đây anh chị. Ở đây thì mình sẽ không có cây thốt nốt anh chị ha, từ ở miền Tây dời lên thì mới có thôi, ngoài ra ở đây thì không có anh chị ha. Ở nhà mát này đó, thì hạ tầng rất là kiên cố, anh chị có thể là nhìn thấy ha, kính cường lực nè, đổ tấm bê tông thật nè đó, cũng như là thiết kế cho một cái hồ cá. Hồ cá này thì nuôi hồ cá coi ha, có hệ thống lọc rất là bài bản luôn anh chị ha. Đó, thiết kế thì không gian ở trên đó thì nó sẽ làm cái thác nước, nó sẽ đổ xuống và sẽ trồng xen lẫn những cây hoa ở trên khu vực đó anh chị ha. Hiện tại là không ai ở nên là cũng chưa có thiết kế hoàn thiện được cái khu hồ cá này đó. Thì anh chị nè nhìn thấy nè đó, một cái không gian đó, gọi là rất là mát mẻ ha chị ha. Đó, một không gian rất là mát mẻ. Thì ở đây thì bây giờ Lộc sẽ lên trên tầng gác đi, để cho anh chị xem một cái cổng quan gọi là từ trên nhìn xuống anh chị ha. Rất là mát mẻ cũng như là rất là cảm giác yên bình anh chị. Một cái không gian nghỉ mát thì không bao giờ gọi là xấu. Đây anh chị có thể nhìn thấy nè, một căn nhà mát hạ tầng khá là kiên cố, ở trên thì đổ tấm bê tông, ở dưới cũng là bê tông và được lót là gạch, là này gọi là gạch gì quên ta, gạch tàu à. Gạch tàu này thì nó có cái tỷ lệ là hút nước cao đó, do đó là rất là mau khô cũng như là nó rất là mát anh chị. Anh chị có thể là xịt lên, anh chị là quét sơ một cái là tí nữa là nó khô liền. Và cái nó giữ ẩm á, thì khá là mát anh chị ha. Đó, thì ở đây là cái không gian từ trên anh chị là nhìn xuống ha. Đó, một cái không gian view sông rất là rộng rãi ha anh chị ha. Đó, khá rộng rãi. Và anh chị cũng có thể là nhìn thấy cái hạ tầng kè của sông mình ha anh chị ha. Đó, anh chị thấy chưa? Và ở khu vực kè này là có chiều dài là 40m anh chị. Hành lang sông mình là 40m ha. Đó, và kè với tỷ lệ là hơn 2m anh chị. Đó, một cái kè khá là kiên cố. Thì anh chị hãy tính đâu đó là 1m kè này ra bao nhiêu tiền thì anh chị có thể tính được, nếu mà anh chị đã quan tâm đến đất view sông anh chị ha. Rất là giá trị nằm ở đây anh chị ha. Đó, đất view sông nó giá trị hay không là nhờ cái kè này nè anh chị. Đó, rồi thì bây giờ Lộc sẽ xuống đất để cho anh chị xem được cái tổng quan ha. Thì trước tiên xuống đất thì em sẽ chỉ sơ cho anh chị đi.
Ở đây thì chủ cũng trồng một số là cây cảnh để tạo cho mình một cái không gian xanh, ví dụ như là cây vú sữa nè, cây mận nè đó, và cây xoài và một số loại cây ăn trái khác. Thì hệ thống tưới tự động nè đã có rồi, anh chị có thể nhìn thấy nè ha, hệ thống tưới tự động đó đã đầy đủ hết rồi. Hệ thống đèn đó chiếu sáng xung quanh cái vườn của mình, xung quanh cái đường đi của mình, nó thật sự gọi là rất là đẹp vào ban đêm anh chị đó. Ở đây thì đã có đường nước máy là đi ngang, nhưng mà do là ở đây là chưa được cấp sử dụng nên là mình đang sử dụng nước giếng anh chị ha, giếng khoan đó. Rồi đó, một luồng gió khá là mát luôn đó, anh chị có thể là nhìn thấy những cái cành cây đung đưa nè, rất là mát mẻ anh chị ha. Rồi thì bây giờ em sẽ dẫn anh chị về xuống trong đất ha. Đất mình thì đã có ranh tường rào rõ ràng rồi anh chị ha. Tường rào làm bằng gạch lóc nè, rất là kiên cố rồi ha. Ok, về vấn đề pháp lý nè, tranh chấp là anh chị khỏi phải lo rồi đó ha. Hai bên đường đi của mình sẽ là một cái hàng gọi là hàng dừa đó. Cái này là cây dừa hay cây cao vậy em quên ta, hình như cây dừa, cây cao hả, cây cao, cao kiển. Rồi thì những cây cao này mà khi mà cao lên thì em nghĩ chắc là cũng khá là đẹp anh chị. Đó. Những cái cây thật sự là nó không có giá trị, nhưng mà những cái cây này nó mới tạo cho mình là cái nơi gọi là nơi vùng xanh, không gian xanh, thiên nhiên xanh. Đó. Ở trên đất mình cũng có một vài cây bưởi ha. Cây bưởi này là khi xưa là ở đây là một cái vườn bưởi. Đó. Do là chủ thay đổi là hạ tầng nên là bỏ bưởi bớt đi, chỉ chừa lại một vài cây lác đác để mà có một cái không gian là xanh thôi. Đó. Thì anh chị không thích á, thì anh chị có thể là bỏ đi để mà cải tạo lại một cái không gian xanh cho mình theo cái ý tưởng mình ha. Còn mà anh chị mà thích á, thì anh chị có thể là chăm sóc lại khoảng đâu đó là hơn một tháng thôi, thì cây nó sẽ là đâm chồi nảy lọc lại anh chị ha. Thì chiều ngang view sông của mình nó là 40m anh chị, và chiều dài từ ở dưới sông đó, anh chị thấy không, từ ở dưới sông ngay chỗ cái chòi mát, nhà mát đó đó, đó sẽ đổ dài lên đến là cái góc bên kia. Ở góc bên kia thì cũng có một căn biệt thự cũng khá là lớn anh chị ha. Đó, ngay cái góc bên đó chính là cái ranh cuối cùng của đất mình, thì nó có chiều dài là 80m anh chị, chiều ngang là 40, chiều dài là 80 đó. Thì ở đây là đất mình có một cái khuyết điểm thế này, thì đất mình nó sẽ không được vuông đó, là ngay cái đoạn này. Cái đoạn này thì từ cái đoạn này đổ xuống sông nó chỉ là 50m anh chị, chưa đến 50m đó. Từ đoạn cái góc tường này đổ về dưới, sau đó là nó sẽ ngang qua đó. Anh chị có thể là hình dung trên laycam cho nó rõ hơn anh chị ha. Thì nó sẽ ngang qua, thì từ đó qua đây thì nó rơi vào khoảng là 19m, 20m anh chị ha. Đó. Và nó sẽ đổ thẳng ra ngoài đường nhựa luôn. Rồi, thì ở đất mình là đường của mình anh chị ha. Đường đây là chính do tay chủ đã bỏ tiền ra mua rồi. Do đó là mình là toàn quyền sử dụng và toàn quyền quyết định về con đường này anh chị ha. Ví dụ như hai căn nhà hai bên muốn sử dụng chung cái con đường này thì phải thỏa thuận với lại mình đó. Thì anh chị là có cơ hội đàm phán về đường mở rộng cũng như là nhiều vấn đề khác liên quan về con đường này anh chị ha. Đó, rồi thì bây giờ Lộc sẽ dẫn anh chị vào ra ngoài đường để mà xem hạ tầng đường ở ngoài đó nó như thế nào anh chị ha. Con đường này thì nó dài tầm khoảng 100m anh chị ha. Đó, đường này là được sử dụng riêng và được quyền quản lý riêng, không ai và không ai liên quan với con đường này ha. Ví dụ như căn nhà kế bên muốn có hai mặt tiền thì mình có thể là thương lượng họ nới con đường rộng ra. Bên đây cũng vậy anh chị ha. Thì người ta được cái nhu cầu của người ta thì mình phải đáp ứng được cái nhu cầu của mình đó. Thì anh chị có thể là đàm phán thêm về con đường này nếu mà cần mở rộng anh chị. Rồi thì từ đất mình ra đến đường nhựa sẽ là 100m anh chị ha. Đường nhựa này thì có tên là đường Bình Lục Long Phú anh chị. Một con đường thì nhựa rộng khoảng là 7-8m anh chị, khá là rộng rãi.
Thì ở đây á, mình sẽ về Biên Hòa chỉ có 10 km thôi anh chị ha. 10 km là mình về thành phố Biên Hòa rồi. Còn về mà ngay chỗ mà trung tâm xã của xã Tân Bình này á, thì nó đâu đó là 3,5 km anh chị ha. 3,5 km. Còn về thành phố Hồ Chí Minh á, thì nó chỉ rơi vào 25 km thôi là mình đến được ngay chỗ là ngã tư cầu Vượt Linh Xuân của phường Thủ Đức, thành phố Biên, quận Thủ Đức, thành phố Biên Hòa, thành phố Hồ Chí Minh anh chị ha. Đó, giao thông khá là thuận tiện luôn. Đó, đây là con đường nhựa nè. Con đường nhựa này là đường nhựa Bình Lục Long Phú anh chị ha. Đó, con đường này rộng thì em nghĩ chắc tầm 7 mét thôi, không có rộng hơn đâu. 7 mét. Hướng này thì anh chị là sẽ về ngay chỗ là trung tâm hành chánh của xã Tân Bình, cũng như là cái điểm giao nhau giữa đường Hương Lộ 7 và tỉnh Lộ 768. Thì đây ra đó là 3,5 km anh chị ha. Và anh chị muốn đi Biên Hòa thì sẽ đi thẳng luôn. Đó, đụng đến ngay chỗ là tỉnh Lộ 768 anh chị sẽ đi thẳng luôn. Thêm 3 cây nữa là đến thành phố Biên Hòa, là ngay khu du lịch Bửu Long anh chị ha. Còn từ đó về thành phố Hồ Chí Minh thì khá là gần rồi, tầm đâu đó là 20 cây thôi là đụng ngay chỗ ngã tư Linh Xuân đó. Thì dân cư ở đây là rất là đông rồi anh chị ha. Dân cư ở đây rất là đông rồi. Còn cái đường ngược lại này á, thì anh chị sẽ là lại cái bến phà hồi nãy anh chị ha, bến phà Bạch Đằng á. Thì đây mình lại bến phà, mình qua Bình Dương là trong vòng 5 phút thôi đó, rất là gần rồi. Bình Dương hay ngay Cù Lao Bạch Đằng thì anh chị cũng đã biết rồi, hạ tầng và cơ sở ha, đang phát triển rất là mạnh rồi ha anh chị ha. Và chưa kể là cái đầu nối giao thông của cầu Bạch Đằng của mình là cách đây thêm 500 mét nữa. Khi mà con cầu nó đã hình thành rồi thì anh chị có thể là đánh giá được cái tiềm năng nó phát triển đến mức độ nào anh chị ha. Cực kỳ là đắc địa anh chị ha. Rồi thì ở đây anh chị cũng có thể là ra được là tỉnh Lộ 768 là thêm tầm khoảng là 5 đến 7 km anh chị. Là ngay chỗ cái điểm mà trung tâm hành chánh của xã Thành Phú anh chị ha. Trung tâm hành chánh của xã Thành Phú thì nó chuẩn bị là được đổi thành thị trấn. Là hiện tại là nó được là gọi là đánh giá là đủ tiêu chuẩn để chuyển đổi từ xã thành thị trấn anh chị ha. Đó. Thì từ ngay trung tâm hành chánh của xã Thành Phú thì anh chị đi qua con đường Đồng Khởi là thêm khoảng là 3 km nữa là đụng ngay chỗ là thành phố Biên Hòa, là ngay chỗ ngã tư Bixi anh chị ha. Đó. Giao thông của mình ở đây rất là thuận tiện. Đó. Nói chung là hạ tầng thì đang phát triển rất là tốt rồi. Đó. Quan trọng là anh chị là cân nhắc về cái giá thôi. Thì Lộc bây giờ sẽ tổng quan lại cái khu vườn view sông Đồng Nai của Lộc đang giới thiệu cho anh chị, cũng như là báo cho anh chị một cái giá ha anh chị ha. Thì tổng của nhà vườn view sông này có diện tích là 2.200 m² anh chị ha, và diện tích sử dụng của mình là 3.000 m² anh chị. Thì trong đó là có hơn 200 m đó chính là đã mua giấy tay, chính là con đường mình đi vào anh chị ha, là đường giấy tay anh chị ha. Và đường đó thì nó lộ giới là tầm khoảng là 3.5-4 m. Thì diện tích của view sông mình á, nó có chiều ngang là 40 m anh chị, và chiều dài là 80 m anh chị ha. View sông đã kè rất là kiên cố, anh chị có thể là nhìn thấy ha. Ở trên nhà mình thì đã có là 2 nhà mát và 2 nhà vệ sinh đó, hồ cá ha, được kè kiên cố, đường xá hạ tầng đã làm hoàn thiện rồi. Thì cây xanh thì tương đối thì cũng chưa có lớn, chưa có bung tài nhiều, nên là anh chị có thể là nhìn thấy cái không gian nó chưa được xanh lắm đó. Thì trong khoảng 1 năm đến 2 năm thì nó sẽ bung tàn, anh chị có thể nhìn thấy là cực kỳ là mát mẻ anh chị đó. Thì ở đây nó đã có là 100 m thổ cư, và đặc biệt là chưa xác định vị trí đất ở là trên thửa đất này. Do đó là anh chị có thể là về mình xây dựng bất cứ vị trí nào, và cũng có thể là xin giấy phép xây dựng và hoàn công vẫn bình thường anh chị ha. Ở đây thì nó tiềm năng như thế này. Về hạ tầng giao thông á, là nó có thể là đi đường bộ và đường thủy qua Bình Dương anh chị. Phía sau là bến phà Bạch Đằng, anh chị có thể là qua Bình Dương thì đâu đó 5 phút đồng hồ thôi, là ngay chỗ là Cù Lao Bạch Đằng thuộc tỉnh Bình Dương.
Và phía cách đây tầm khoảng 500 mét là nó sẽ có một con cầu Bạch Đằng lên chị ha. Cầu Bạch Đằng thì nó đang thi công rồi, thi công là nay đâu đó là nửa năm rồi chị ha, hơn rồi. Đó thì tốc độ hoàn thiện thì có thể là nó sẽ không có chính xác được. Thì nếu mà con cầu đó đã hoàn thành thì tốc độ bất động sản ở khu vực này nó sẽ là một cái điểm nhảy vọt anh chị. Một cái gọi là giai đoạn là bứt phá anh chị ha. Hạ tầng giao thông phát triển thì bất động sản bắt buộc sẽ bứt phá. Đó. Rồi thì vị trí này thì nó là ngay chỗ là đường Bình Lục Long Phú của xã Tân Bình, huyện Bình Cụ, tỉnh Đồng Nai anh chị ha. Thì giao thông thì em có giới thiệu cho anh chị rồi. Thì từ đây là cách ngay chỗ trung tâm hành chánh của xã Tân Bình là chỉ là 3,5 km thôi, là trung tâm rất là đắc địa anh chị. Nó là giáp Biên Hòa, do đó là rất là đắc địa cũng như là sầm uất anh chị ha. Về Biên Hòa thì nó là 10 km đó, là đến ngay chỗ là phường Bửu Long ngay anh chị, là ngay cái điểm mà giao nhau giữa quốc lộ 1K cũng như là đường Nguyễn Ái Quốc, đường đường Bửu Long á, Huỳnh Văn Nghệ anh chị. Đó thì đây là đó là 10 km thôi, là anh chị có thể là ngay chỗ cầu mới Quá An anh chị đi thêm là 20 km nữa là về thành phố Hồ Chí Minh, ngay chỗ ngã tư Linh Xuân anh chị ha. Thì tổng diện tích này là 3.000 m², 100 m² thổ cư, thì hiện tại là đang có giá là 20 tỷ anh chị. Và một điều đặc biệt nữa đó chính là chủ đang cực kỳ gọi là khó khăn trong cái giai đoạn là suy thoái kinh tế này anh chị ha, là chủ đang thiện chí gọi là mong muốn bán rất là sớm để mà giải quyết công việc anh chị. Đó thì 20 tỷ này thì đó là cái giá của chủ mong muốn, nhưng cái giá bán thì anh chị nếu mà thiện chí có thể là thương lượng được tốt so với lại cái giá 20 tỷ anh chị ha. Thì cô chú anh chị nào quan tâm cũng như là cảm thấy lô đất này nó phù hợp với lại nhu cầu của anh chị, và cũng như là cái tài chính nó cũng phù hợp với lại tài chính của anh chị, thì anh chị có thể là liên hệ cho Lộc để Lộc hỗ trợ cho anh chị đàm phán được một cái giá tốt để mà mình sở hữu cái nhà vườn biệt thự này anh chị ha. Rồi, Lộc Bất Động Sản xin kính chúc quý cô chú anh chị một ngày thật an lành, tràn đầy hạnh phúc. Rồi, Lộc Bất Động Sản xin kính chào.